Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Chị Nai xin sẽ chia sẻ cùng hội chúng chúng ta về con đường Bát Chánh Đạo. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài mới thành đạo, Ngài đi đến tại vườn Ngự Uyển để Đức Thế Tôn Ngài thiết bài kinh Chuyển Pháp Luân. Và Đức Phật mới dạy cho nhóm Kiều Trần Như rằng: Này các tỳ kheo, Như Lai đã từ bỏ hai cực đông, một là ép sát khổ hạnh, làm khổ thân và khổ tâm; hai là tham đắm trong các dục vọng. Và Như Lai đã từ bỏ hai cực đông đó, và Như Lai đi theo con đường trung đạo. Con đường trung đạo mà Như Lai đã đi đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài chiết thiết bài kinh Chuyển Pháp Luân thì trong nhóm Kiều Trần Như, cô Đanh Nhá đã đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài thiết bài kinh Chuyển Pháp Luân thì có vô số chư thiên, phạm thiên đắc đạo từ Tu Đà Hoàn tới A La Hán. Rồi lần nữa, khi mà Đức Thế Tôn Ngài sắp viên tịch Niết Bàn, có một vị ngoại đạo tên là Sú Phách Đá đi đến gặp Đức Phật và thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói rằng có một số tôn giáo, một số ngoại đạo, họ cũng tuyên bố rằng trong hội chúng, trong giáo đoàn của họ cũng có người đắc A-la-hán và đang đi trên con đường A-la-hán. Có thật như vậy chăng? Thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài mới trả lời cho vị ngoại đạo Sú Phách Đá rằng: Này Sú Phách Đá, chỗ nào có Bát Chánh Đạo thì chỗ đó có Tứ Quả Sa Môn, Đệ Nhất Sa Môn, Đệ Nhị Sa Môn, Đệ Tam Sa Môn và Đệ Tứ Chất Sa Môn. Thì Đức Phật mới dạy rằng chỉ có giáo pháp của Như Lai mới có Bát Chánh Đạo, và chỉ có giáo pháp của Như Lai mới có Tứ Quả Sa Môn. Thế đây Đức Phật đã dạy cho Ngài Sú Phách Đá rằng chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có Bát Chánh Đạo, mà trong giáo pháp của Đức Phật những người thực hành theo đó mới đạt được bốn sa môn. Thì bốn sa môn ở đây là Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ cho bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đại Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì chúng ta phải hiểu rằng chỉ có những người nào thực hành Bát Chánh Đạo, lời dạy của Đức Phật, thì cái người đó mới có cơ hội, mới có khả năng để đắc được đạo quả từ Tu Đà Hoàn tới A La Hán. Còn chúng ta không đi theo con đường Bát Chánh Đạo, tức là chúng ta không thể nào có thể đắc được những cái từng đạo hay là Niết Bàn. Chúng ta phải hiểu điều đó. Thì đây trong giáo pháp của Đức Phật, Đức Thế Tôn là bậc khéo thiết, nên tùy theo cái hội chúng, tùy theo cái trình độ địa phương mà Đức Thế Tôn Ngài khai triển. Chúng ta thấy rằng có những lúc thì Đức Thế Tôn Ngài dạy đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não,
diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Nhưng mà có những trường hợp Đức Phật dạy đây là con đường đưa đến niết bàn, đó là bát chánh đạo, con đường để dẫn đến thoát sự sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não. Thì khi mà sư sẽ trình bày bát chánh đạo cho người cư sĩ chúng ta hiểu trên hai phương diện, trên lý thuyết theo kinh điển và chú giải, sau đó sư sẽ thí dụ phân tích cái phương pháp thực hành tứ niệm bát chánh đạo như thế nào. Khi đó chúng ta sẽ rõ trong cái con đường chúng ta tu tập. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng có những trường hợp mà Đức Phật dạy rằng con đường mà dẫn đến niết bàn đó, tức là giới, định và tuệ. Thì khi mà chúng ta đề cập đến giáo pháp của Đức Phật đó, cái pháp hành đó, thì gồm có giới, định, tuệ. Thì khi mà chúng ta lấy theo cái phương pháp, chúng ta nói bằng tam vô lậu học, gồm có giới, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thì khi mà đề cập đến tam vô lậu học đó, là chúng ta nói giới, định, tuệ. Còn khi mà chúng ta nói rộng thì chúng ta nói bát chánh đạo. Thì đây sư sẽ lấy tám thi phần của bát chánh đạo để sư chia ra thành tam vô lậu học, đó là giới học, định học và tuệ học. Thì trong bát chánh đạo đó, chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới học, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định học. Thì chúng ta phải hiểu rằng khi nói ba là chúng ta nói giới, định, tuệ, chúng ta nói rộng là chúng ta nói bát chánh đạo. Còn khi mà chúng ta nói rộng nữa thì chúng ta nói 37 phần chợ đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực và bát chánh đạo. Thì khi mà chúng ta đề cập đến đạo đế, tức là những cái phương pháp để dẫn đến giác ngộ mà chúng ta nói rộng, thì chúng ta nói 37 phần chợ đạo. Thì giờ này sư sẽ trình bày về cái con đường bát chánh đạo mà Đức Thế Tôn ngài dạy. Đây là con đường trung đạo, hay là con đường chánh đạo, hay là con đường thánh đạo, dẫn người trí để nhập niết bàn. Thì bát chánh đạo gồm có tám chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì bây giờ là sư sẽ trình bày từ chi pháp một để người cư sĩ chúng ta hiểu về bát chánh đạo. Thứ nhất là Đức Phật dạy về chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh kiến ở đây thì chúng ta phải hiểu từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng. Thì cái chánh kiến trong bát chánh đạo đó, khi mà chúng ta đề cập đến chánh kiến hiện thế, thì Đức Phật dạy rằng thế nào là chánh kiến? Tức là đối với những người cư sĩ chúng ta đến giáo pháp này, là cái cơ bản đầu tiên là chúng ta phải tin nơi về cái lý nghiệp báo. Chúng ta phải hiểu về lý nghiệp báo. Chúng ta tin rằng có đời này, có đời sau, có tội, có phước, có nhân, có quả, có luân hồi, có thiện, có ác. Thì nhờ chúng ta có cái niềm tin thiện ác, nhân quả nghiệp báo, và chúng ta sẽ tha thiết để chúng ta loại bỏ những cái điều ác để chúng ta thực hành những điều thiện. Nhờ chúng ta hiểu nhân quả nghiệp báo mà có thể chúng ta sẽ quy y tam bảo để chúng ta thọ trì giới lực, chúng ta tu giới, định và tu tuệ. Nhờ chúng ta có niềm tin nghiệp báo và luân hồi, thì khi mà chúng ta có một niềm tin như vậy cũng được gọi là chánh kiến.
chánh kiến cơ bản nhất ở trong bát chánh đạo là chúng ta phải hiểu về cái vấn đề đó. Thứ hai nữa, chánh kiến là gì? Có thể là khi mà chúng ta tu thiền, chúng ta đắc được các thần thông, chúng ta thấy được bằng cái trí tuệ của mình, chúng ta thấy được chúng sanh, chúng ta dùng sanh tử minh, chúng ta thấy cái sự nghiệp đạo của chúng sanh, có những người thân làm thiện, miệng nó thiện, ý nghĩ thiện, được sanh về các cõi lành. Có những người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi chết sanh vào cõi khổ, thì như vậy cũng được liệt kê là chánh kiến. Đây là những cái chánh kiến cơ bản. Rồi lại nữa, thế nào gọi là chánh kiến? Thứ ba nữa đó, khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta nhận thức được cái thân và tâm này, ngũ uẩn này, danh và sắc này luôn luôn là thay đổi, là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Như vậy là chúng ta có chánh kiến hiệp thế cao cấp. Giống như chúng ta thực hành niệm xứ, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy những cái hiện tượng nào đến rồi cũng trôi qua, cũng sanh diệt, cũng biến mất, thì lâu ngày bằng cái trực giác, trí tuệ chúng ta nhận thức được tất cả hiện tượng nào sanh diệt, sanh lên cũng đều diệt đi, thì lâu ngày chúng ta sẽ nhàm chán đối với cái ngũ uẩn này, thì như vậy cũng được gọi là chánh kiến. Thì chánh kiến mà chúng ta thực hành niệm xứ mà chúng ta thấy vô thường, khổ, vô ngã, thì cái chánh kiến này cao cấp trong tất cả cái chánh kiến hiệp thế. Để khi mà chúng ta đó chánh niệm, chúng ta ghi nhận được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của danh và sắc, khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là suy nghĩ, chúng ta thấy luôn luôn cái sự sanh diệt thay đổi, khi đó chúng ta sẽ nhàm chán đối với thân tâm này, ngũ uẩn này, khi đó chánh kiến siêu thế sẽ sanh khởi, tức là tâm đạo. Khi tâm đạo sanh khởi thì nó sẽ đầy đủ 8 chi phần của bát chánh đạo hòa quyện với nhau để lấy niết bàn làm đối tượng. Giống như khi mà chúng ta tu tập, chúng ta trải qua từ giai đoạn, chúng ta tin nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta tin về cái sự luân hồi, chúng ta nhận thức được cái bản chất vô thường của thân và tâm này, khi đó chúng ta sẽ nhàm chán đối với cái ngũ uẩn. Thì khi chúng ta nhàm chán thì cái tâm đạo đó thuộc về chánh kiến siêu thế sẽ không bắt cảnh danh và sắc này nữa, mà lấy niết bàn làm đối tượng để đoạn trừ những kiết sử phiền não, thì cái tâm đạo sanh lên để bắt cảnh niết bàn được gọi là chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến này thuộc về chánh kiến siêu thế. Khi mà tâm đạo sanh lên để bắt cảnh niết bàn, để diệt trừ những kiết sử phiền não, thì khi đó tâm quả siêu thế cũng sanh lên để làm thanh tịnh phiền não. Thì như vậy tâm đạo và tâm quả được gọi là chánh kiến siêu thế. Thì khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta phải trải qua từ giai đoạn, chúng ta có chánh kiến hiệp thế rồi đó, thì chúng ta mới có chánh kiến siêu thế. Thì nếu mà giờ chúng ta chưa có chánh kiến hiệp thế thì không thể nào có chánh kiến siêu thế sanh khởi được. Hiện đây chúng ta phải hiểu rằng chánh kiến là như vậy. Rồi cái chi pháp thứ hai của bát chánh đạo là gì? Tức là chánh tư duy. Chánh tư duy tức là những cái tư tưởng, tư tưởng nào đưa đến sự vô tham, đưa đến sự ly tham, những tư tưởng nào đưa đến sự ly sân, những tư tưởng nào đưa đến sự bất hại, thì những cái tư tưởng đó thuộc về chánh tư duy. Giống như trong kinh Đức Phật dạy, đối nghịch với chánh tư duy là gì? Tức là tà tư duy. Tà tư duy tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thì trong đời sống chúng ta mà chúng ta cứ có những tư tưởng mà liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, thì những cái tư tưởng đó, đó tức là chúng ta đã đi ngoài con đường bát chánh đạo. Tại vì những cái tư tưởng này nó thuộc về phiền não, tham sân si tạo ra. Ở đây
Tà tư duy là gì? Tức là chúng ta hiểu rằng dục tư duy đó, tức là những cái tư tưởng chúng ta sanh khởi do cái tâm tham muốn. Chúng ta tham đắm trong các dục vọng như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Chúng ta mơ mộng, chúng ta ao ước, chúng ta hoan hỷ đối với các cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì những cái tư tưởng mà liên hệ đến tham đó được gọi là dục tư duy. Rồi lại nữa, thế nào gọi là tà tư duy? Đó là sân tư duy. Sân tư duy tức là những cái tư tưởng mà liên hệ với tâm sân, tức là do tâm sân tạo ra. Chúng ta có những cái tư tưởng nóng nảy, bực mình, lo lắng, sầu não, thì những cái tư tưởng đó để nó làm cái tâm chúng ta phát triển những cái tâm sân. Thì những cái tư tưởng đó thuộc về tà tư duy. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng những tư tưởng mà liên hệ đến sân đó, thì những tư tưởng đó thuộc về sân tư duy. Và có những cái tư tưởng sanh khởi, chúng ta muốn hại người này, chúng ta muốn hại người kia, tức là những cái tư tưởng mà sanh khởi để hại mình, hại người đó, khổ mình, khổ người đó, thì những cái tư tưởng như vậy gọi là hại tư duy. Thì ở đây đó, nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta để những cái tư tưởng liên hệ đến tham, đến sân, đến si đó, thì chúng ta thấy rằng những cái tư tưởng này tức nó thuộc về tà tư duy, nó làm tâm chúng ta nó bị điên loạn, không có được an tịnh được, thì tức là chúng ta đã đi ngoài con đường bắt chánh đạo. Thì đây Đức Phật mới dạy cho chúng ta đó, có những trường hợp chúng ta phải dùng chánh tư duy, dùng những cái tư tưởng liên hệ đến vô tham, liên hệ đến vô sân, liên hệ đến vô si. Tức là có những lúc chúng ta sử dụng những cái tư tưởng như là chúng ta suy nghĩ rằng cái cuộc đời này, thế gian này là vui ít khổ nhiều, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc, chúng sanh bị đắm nhiễm nên chúng sanh tạo những cái điều ác và chúng sanh phải luân hồi đau khổ trong một thời gian dài. Chúng ta thấy sợ hãi với những cái ngũ dục của thế gian. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta suy nghĩ để chúng ta nhàm chán đối với dục lạc, đối với cái ngũ uẩn này, thì những cái tư tưởng đó thuộc về chánh tư duy đó. Có những lúc thì chúng ta cũng phải cần sử dụng những cái tư tưởng hiền thiện này. Những cái tư tưởng này Đức Phật dạy cũng giúp cho chúng ta để loại trừ tham sân si, đạt đến Niết Bàn. Thứ hai nữa, có những tư tưởng liên hệ đến vô sân, tức là với cái tâm chúng ta mát mẻ, hiền thiện, chúng ta có cái lòng từ, chúng ta thương mến mọi người, chúng ta nhìn người khác với cái cặp mắt từ ái, không có hận, không có sân. Thì những cái tư tưởng mà với cái sự thương yêu chúng sanh khác, cái sự khoan dung độ lượng đó, thì những cái tư tưởng đó thuộc về chánh tư duy. Thì chánh tư duy này thuộc gọi là vô sân tư duy. Thì có những trường hợp chúng ta cũng phải cần sử dụng những cái tư tưởng này. Thứ ba nữa là bất hại tư duy á, tức là những cái tư tưởng chúng ta sanh khởi vì chúng ta hiểu pháp, chúng ta thực hành pháp nên chúng ta cảm thông cho người khác. Chúng ta luôn luôn có những cái tư tưởng hiền thiện với lòng bi mẫn, muốn làm lợi ích cho người, cho mình để được an lạc. Thì như vậy đó, tức là những tư tưởng này gọi là bất hại tư duy. Thì chúng ta thấy rằng trong chánh tư duy Đức Phật dạy đó, có những cái tư tưởng nào liên hệ đến vô tham, vô sân, vô si, thì những cái tư tưởng đó nó vẫn hỗ trợ và giúp cho chúng ta. Giống như trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta có những cái tư tưởng hiền thiện này đó, thì không trước thì muộn, thì chúng ta cũng có thể tạo, thứ nhất là chúng ta tạo được nhiều công đức phước báo, và cũng nhờ những cái tư tưởng này, những cái tư tưởng hiền thiện này nó luôn luôn ẩn hiện trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta là những vị đại Bồ Tát. Nên chúng ta thấy giữa chánh tư duy và tà tư duy đó luôn luôn có sự đối nghịch với nhau.
Thì trong thời Đức Phật còn tại thế có một số vị tỳ kheo đi xuất gia trong giáo pháp này vẫn còn những tư tưởng dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Có một số vị đó thì nằm mới suy nghĩ về cái cảnh quá khứ. Xưa kia ta chưa xuất gia, ta thường hưởng thụ, ta ăn chơi như thế này và hưởng thụ như thế này, có địa vị như thế này, giàu có như thế này. Và có một số vị tỳ kheo đó thì bị sân tư duy chi phối, tức là buồn phiền, nóng nảy. Còn có một số vị tỳ kheo thì bị hại tư duy chi phối, có những tư tưởng muốn hại người này, muốn đánh người khác. Thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài có tha tâm thông, Ngài biết được. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài mới kêu tôn giả Ananda đến để đuổi các vị tỳ kheo đó đi ra khỏi chùa. Thì khi những vị tỳ kheo này bị đuổi ra khỏi chùa đó, thì cái tâm cảm thấy hối hận những cái gì mình đã suy nghĩ. Và các vị tỳ kheo này đi ra bờ sông mới ngồi tĩnh tâm lại, dùng chánh niệm để loại trừ dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy với tâm an tịnh. Trong lúc đó quan sát danh và sắc. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài đến, Ngài thiết một bài pháp, các vị tỳ kheo chứng đạo quả A-la-hán. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng á, chúng ta tu tập là để chúng ta loại trừ những cái bản chất tà tư duy để chúng ta phát triển chánh tư duy. Thì sư vừa trình bày những cái tư tưởng mà liên hệ đến vô tham, liên hệ đến vô sân, liên hệ đến vô si đó. Thì những cái tư duy này nó thuộc về tục đế thôi. Còn chánh tư duy thứ hai đó là chân đế, cao cấp hơn. Tức là khi nào tâm chúng ta hướng về điều thiện, chỉ hướng tâm thôi, làm cho tâm thiện sanh khởi, vô tham sanh khởi, vô sân sanh khởi, vô si sanh khởi, đó là chánh tư duy. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập đến giai đoạn đó, cái tâm chúng ta sắc bén, chúng ta sẽ thấy được cái sự hướng tâm. Giống như người cư sĩ chúng ta ngồi thiền, chúng ta đang ngồi ở đây và tâm chúng ta hướng về nhà đó, chúng ta vừa hướng về nhà thì chúng ta nhớ đến nhà của chúng ta, con cái hay là gia quyến chúng ta, hay là có những việc chúng ta cần phải làm, thì cái đó phiền não bắt đầu tham sân si nó sinh khởi. Thì cái sự hướng tâm đó thì nó thuộc về tà tư duy, tức là tâm chúng ta hướng về những cái đối tượng nào mà làm cho tâm chúng ta tham sân si, thì những cái tâm hướng đó nó thuộc về tà tư duy. Còn chẳng hạn giờ người cư sĩ chúng ta ngồi thiền ở đây và tâm chúng ta chỉ hướng về thân thọ tâm pháp, chúng ta thấy có những thời thiền á, chúng ta ngồi á, chúng ta thấy tâm chúng ta rất là tĩnh lặng, bình an, nó không có sự phóng túng. Tức là khi tâm chúng ta đã hướng đúng, chúng ta chấp nhận để chúng ta thiền, chứ chúng ta không có hướng đi chỗ khác. Thì như vậy chúng ta thấy cái thời thiền đó nó an tịnh vô cùng. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng cái sự hướng tâm đúng thì thuộc về chánh tư duy. Giống như giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta hướng về cái ăn Đức Phật, chúng ta hướng về Đức Phật, tự nhiên cái tư tưởng thiền thiện của chúng ta nghĩ đến Đức Phật, đó là tâm thiện. Thì đây cái sự hướng tâm đó, nó quan trọng đó. Thì đây khi mà chúng ta chánh niệm sắc bén, chúng ta thấy rằng có một cái tâm nó hướng đến đối tượng. Và khi mà chúng ta có chánh niệm sắc bén, chúng ta thấy cái sự hướng tâm đó, chẳng hạn như là tâm chúng ta vừa hướng về cái sự bất thiện đó, hướng đến những cái đối tượng khả ố để cho tham sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi, thì chúng ta sẽ nhận thức được cái tâm hướng đó liền. Thì khi chúng ta nhận thức được cái tâm hướng đó thì những tư tưởng dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy không thể sanh khởi được. Tại vì chúng ta đã thấy được cái nhân rồi thì cái quả nó không sanh. Mà khi mà chúng ta tu tập, cái tâm chúng ta khéo ứng dụng, tâm chúng ta hướng về thân thọ tâm pháp, chúng ta hướng để cho thiện tâm phát sanh, thì như vậy tức là chúng ta có chánh tư duy rồi. Thì bây giờ sư sẽ cho các Phật tử chúng ta một thí dụ để hiểu như thế nào gọi là chánh tư duy và tà tư duy của sự hướng tâm. Để khi mà chúng ta đề cập đến
chánh tư duy mà thuộc chân đế chỉ là hướng tâm thôi. Còn qua những cái tư tưởng đó, nó thuộc về về những tư tưởng suy nghĩ liên hệ đến vô tham, đến vô sân, đến vô si đó, thì những cái tư tưởng nó thuộc về tục đế, nó rất là thô. Thì chúng ta phải hiểu được cái sự hướng tâm nó thuộc về chân đế. Thì thời Đức Phật có ông cư sĩ cấp cô độc, có bốn người con, thì những người con lớn của ông á thì đều chứng đạo quả Tu Đà Hoàn tới Tư Đà Hàm. Chỉ có cái cậu Út, tức là cái cậu Út này chỉ lo ham chơi và không có đi đến Đức Phật để nghe pháp hay là quy y Tam Bảo. Hiện cấp cô độc ông mới nghĩ rằng nếu mà con ta cứ rơi vào những cái trường hợp này, sau này con ta sẽ khổ. Thì khi đó ông cấp cô độc ông mới tìm mọi cách để khuyến dụ con của ông để đến gặp Đức Phật để nghe pháp. Thì ông mới nói với con ông rằng: này con, nếu mà con chịu đến quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, thì cha sẽ thưởng cho con 100.000 đồng vàng. Thì cái cậu con trai của ông cấp cô độc nghĩ rằng bây giờ mình đến mình quy y, mình giữ năm giới, thật sự không có gì khó. Nhưng mà với cái tâm đó, nghĩ rằng đến quy y để giữ năm giới chủ yếu là để lãnh tiền, chứ không có tha thiết hay là hiểu được cái giá trị của cái việc quy Tam Bảo hay là thọ trì năm giới. Thì đến lần thứ hai thì ông cấp cô độc ông nói với con ông ta rằng á, nếu mà con chịu đến nghe Đức Phật thuyết pháp, con thuộc một bài kệ, về đây nói cho cha biết, cha sẽ thưởng cho con nhiều tiền hơn nữa. Thì cái cậu cái trai Út này đó, thì nghe cha nói như vậy thì rất là hoan hỷ, nghĩ rằng mình đến mình nghe Đức Phật thuyết chỉ một bài kệ, mình nhớ thuộc lòng, về để mình sẽ lấy một số tiền. Thì khi đó con cung cấp cô độc mới đi đến gặp Đức Phật và ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài đang thuyết trong hội chúng, thì con cung cấp cô độc mới ngồi nghe, nghĩ trong tâm rằng ta ráng thuộc một câu kệ để ta về ta lãnh tiền. Thì khi mà con cung cấp cô độc cố gắng để thuộc một bài kệ, thì khi thuộc được bài kệ, vừa bước ra khỏi chùa, Đức Phật Ngài dùng thần thông của Ngài làm cho cái cậu công tử này quên đi. Và nhiều lần như vậy, thì cái vị con cổ cấp cô độc đó, cậu ta mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình hãy buông bỏ hết, không có nghĩ về tiền bạc nữa, hãy ngồi đây để tịnh tâm nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết cái ý nghĩa pháp như thế nào. Thì khi mà cậu ta buông bỏ hết những cái tư tưởng mà nghĩ đến tiền đó, và cậu ta mới hướng tâm đến lời dạy của Đức Phật và hiểu được Đức Thế Tôn dạy gì với cái ý nghĩa kinh. Trong lúc đó, con cũng cấp cô độc chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì đây đó, qua cái điển hình đó để sư thí dụ, tức là chúng ta thấy rằng á, lần đầu tiên con cấp cô độc nghe pháp á, chủ yếu là thuộc một bài kệ để về lãnh tiền, đó là những cái tư tưởng bất thiện, đó là tà tư duy. Tại vì nghe pháp nhưng mà chỉ nghĩ đến tiền, cái tâm hướng đến tiền bạc mà, thì những cái sự hướng đó là tà tư duy đó. Và khi cậu ta đó buông bỏ hết, không có nghĩ đến tiền bạc nữa mà chỉ hướng tâm nghe Đức Phật dạy để hiểu được ý nghĩa kinh, khi với cái tâm thiện hướng đúng như vậy đó, thì cậu ta nghe Đức Thế Tôn thuyết, hiểu được ý nghĩa kinh và đắc được đạo quả trong lúc đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng chánh tư duy á, chúng ta phải hiểu khi mà cái tâm chúng ta hướng đúng để cho thiện tâm sanh, thì như vậy được gọi là chánh tư duy. Thì những chánh tư duy mà sư vừa trình bày đó, những tư tưởng vô tham, những tư tưởng vô sân, những tư tưởng vô si bất hại đó, thuộc về chánh tư duy hiệp thế, cái sự hướng tâm để cho những cái tâm thiện sanh khởi, thì như vậy thuộc về chánh tư duy hiệp thế. Giống như người cư sĩ chúng ta trong lúc đau, chúng ta chỉ hướng tới cái đau thôi, thì chúng ta hướng đến đề mục thọ quán niệm xứ, đó là chánh tư duy, chúng ta không hướng chỗ khác. Chỉ trong đời sống của chúng ta, chúng ta hướng tâm hết, hướng chuyện này, chúng ta hướng chuyện khác, chúng ta hướng chuyện nọ đó, tức là chúng ta sống tà tư duy.
Thì bây giờ khi mà chúng ta tu tập niệm xứ đó, tâm chúng ta chỉ hướng về tâm quán niệm xứ. Có một cái đối tượng như là tâm tham hay tâm sân hay tâm si, hay là tâm vô tham, vô sân, vô si. Tâm nào sanh khởi chúng ta chỉ hướng vào đề mục đó thôi. Hướng đến đối tượng đó để giúp cho cái chánh niệm nó quan sát, nó ghi nhận, giúp cho trí tuệ hiểu biết cái bản chất của nó. Một lát nữa sư sẽ trình bày về bát chánh đạo trong lúc mà chúng ta tu tập niệm xứ. Thì khi mà chúng ta chỉ hướng tâm đến thân thọ tâm pháp để giúp cho chánh niệm chúng ta vững chãi, giúp cho tệ chúng ta sanh đó, thì như vậy gọi là chánh tư duy, chánh tư duy hiệp thế. Và khi mà chúng ta có chánh tư duy hiệp thế đó, chúng ta an trú hướng tâm đến thân thọ tâm pháp, lâu ngày cái chánh tư duy siêu thế đó, hòa quyện chung bảy chi phần của bát chánh đạo, của tám chi phần của bát chánh đạo, thì khi đó cái chánh tư duy siêu thế nó chỉ hướng đến niết bàn, chứ nó không có hướng đến cái danh và sắc, không có hướng đến thân, đến thọ, đến tâm, đến pháp nữa. Mà chánh tư duy siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng, hướng đến niết bàn, thì bắt cảnh niết bàn, thì như vậy gọi là chánh tư duy siêu thế. Đó là cái chi pháp thứ hai trong bát chánh đạo chúng ta phải cần hiểu. Thứ ba nữa là chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Tức là ở đây chúng ta hiểu rằng chánh ngữ tức là chúng ta không nói dối, chúng ta không nói lời chia rẽ để người khác hiểu lầm với nhau, chúng ta không nói những lời thô tháo chửi mắng người khác, chúng ta không nói những cái lời nhảm nhí. Thì khi mà chúng ta tu tập chánh ngữ để chúng ta làm khẩu chúng ta được thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu tới niệm xứ, chúng ta tu thiền mà chúng ta tối ngày đi chúng ta nói dối, chúng ta đi nói chia rẽ người khác, chúng ta đi nói những lời thô tháo chửi mắng người khác, chúng ta nói những lời nhảm nhí liên hệ đến tham với sân, thì như vậy chúng ta đã tạo ác nghiệp rồi. Khẩu chúng ta không được thanh tịnh, giới chúng ta không được thanh tịnh, thì sao có thể chúng ta đắc được đạo quả được? Giống như khi mà chúng ta vô trường thiền là chúng ta phải sinh thọ giới, chúng ta luôn luôn giữ chánh niệm, chúng ta không để cho những cái lời nói chúng ta phát ra những lời nói giả dối không chân thật, hay là chúng ta nói chia rẽ người khác, chúng ta nói những lời thô tháo, chúng ta nói những cái câu chuyện mà liên hệ đến tham sân si, làm người khác phải sợ hãi, làm người khác phải tham đắm, thì như vậy chúng ta đi ngoài con đường bát chánh đạo. Thì ở đây sư vừa trình bày đó, trong cái chánh ngữ á, tức là chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải nói không nói dối là gì, tức là chúng ta luôn luôn nói những lời chân thật, có chúng ta nói có, không chúng ta nói không, có nghe chúng ta nói có nghe và không nghe chúng ta nói không nghe. Thì khi chúng ta có cái lời nói chân thật đó để làm khẩu chúng ta được thanh tịnh, và chúng ta không nói lời chia rẽ để giúp cho cái khẩu chúng ta được thanh tịnh, chúng ta không nói lời thô ác để giúp cho cái khẩu chúng ta được thanh tịnh, và chúng ta không nói lời nhảm nhí để giúp cho cái khẩu chúng ta được thanh tịnh, thì cái chi pháp này sư nghĩ dễ nên sư không có trình bày nữa nhiều. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng những cái lời nói nào đưa đến khổ mình khổ người đó là tà ngữ, và những cái lời nói nào nói ra lợi mình lợi người thì cái đó thuộc về chánh ngữ. Giống như người cư sĩ chúng ta nói những cái lời nói đưa đến lợi ích cho người khác thì cái đó thuộc về chánh ngữ. Hay bây giờ sư giải thích thêm cái vấn đề đối người cư sĩ chúng ta, hay là đối với các sư đó, Đức Phật có dạy cho cái cách gọi là lời nói thiện ngôn, gọi là chánh ngữ. Thế nên Đức Phật dạy cho đại tử của Ngài thế nào gọi là lời nói thiện ngôn. Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, thì luôn luôn phải nói lời chân thật, nói cái lời đúng với sự thật. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật dạy tiếp rằng cái lời nói đó là chân thật, nhưng mà cái lời nói đó nói ra có lợi ích thì nên nói. Còn cái lời nói đó tuy là thật á, nhưng mà nó bất lợi cho mình, bất lợi cho người thì không nói. Thì chúng ta thấy rằng trên thế gian này có nhiều sự thật đó, nhưng mà có những cái sự thật mà chúng ta nói ra
bắt lợi mình, bắt lợi người chúng ta không nói. Còn có những cái lời nói mà nói ra có lợi ích cho mình, cho người thì chúng ta nói. Giống như giờ sư đang thuyết pháp cho các Phật tử ở đây, thì cái lời dạy của Đức Phật là một sự thật. Và cái lời dạy của Đức Phật sư thiết ra cho các Phật tử chúng ta có lợi ích, có lợi ích cho các vị và có lợi ích cho sư. Thì cái lời nói đó được gọi là cái lời nói thiện ngôn. Rồi lại nữa, Đức Phật dạy cái điều đó là chân thật, và cái lời nói đó nói ra có lợi ích, nhưng mà chúng ta phải nói đúng thời. Giống như giờ chúng ta là bạn hữu với nhau, tức là giờ chúng ta đi đến nhà bạn chúng ta chơi đó, bạn chúng ta đang làm việc tay chân, công việc không hết, mà chúng ta đứng đó, chúng ta lại giảng đạo, chúng ta nói pháp, thì như vậy là chúng ta nói không có hợp thời. Thì như vậy người bạn chúng ta cũng không có quan hỷ, nhiều lúc người bạn chúng ta lại săn lên nữa. Thì tuy rằng cái lời nói có lợi ích, đó là một sự thật, nói ra có lợi ích, nhưng chúng ta phải nói đúng thời nữa. Giống như giờ trong thời gian này các Phật tử đang ngồi đây đó, sự thiết là đúng thời, tại trong lúc này chúng ta không có bận việc gì hết, tâm chúng ta luôn tập trung để chúng ta nghe pháp, thì trong lúc này sự thiết là đúng thời này. Thì cái lời nói này được gọi là lời nói thiện ngôn. Nên khi chúng ta nói người khác là chúng ta cũng phải có đúng thời nữa. Chẳng hạn giờ người bạn chúng ta có lỗi, có vi phạm đó, nhưng mà chúng ta coi cái trong những trường hợp nào để chúng ta nói. Chúng ta có thể xem coi người bạn mình lúc nào vui hay là không có ai để chúng ta nói, để chúng ta chia sẻ. Thì cái lúc đó nó thuộc về đúng thời. Chứ giờ chúng ta nói giữa đông người, bạn chúng ta lỗi lầm, thì phàm ai cũng có lỗi cả. Tuy rằng bạn chúng ta phạm, đúng là đã phạm phải cái điều đó, nhưng mà chúng ta nói giữa đông người thì như vậy nó không có hợp thời. Hay là giờ xin nói thí dụ, người ta đang đi làm nghề biển, ta đi đánh cá, chúng ta xuống dưới đó, chúng ta lấy giáo pháp của Đức Phật, chúng ta dạy này, sát sanh là có tội, sát sanh là chết yểu. Vậy đó chúng ta không có chỗ, chúng ta đi về, chúng ta nói phi thời. Chúng ta phải hiểu, cái lời nói thiện ngôn là chúng ta phải nói đúng thời. Đức Phật dạy tiếp, cái lời nói thiện ngôn đó, tức là chúng ta phải nói với những cái lời dịu ngọt, chứ chúng ta không có nói những lời thô tháo. Và thứ năm nữa là chúng ta nói với tâm từ bi, với tâm xây dựng cho người đó được tốt, chứ chúng ta không có nói bằng cái tâm sân hận, thấy người khác có lỗi để chúng ta nói để hạ bệ danh dự người khác. Thì như vậy tức là chúng ta nói không có lòng từ. Nên đây Đức Phật có dạy cái lời nói thiện ngôn mà chánh ngữ là chúng ta phải nói lời chân thật. Cái lời chân thật đó phải đưa đến có lợi ích nữa. Và chúng ta phải nói đúng thời nữa. Và chúng ta phải nói bằng cái lời dịu ngọt, và chúng ta nói với từ tâm, chúng ta không nói sân tâm. Thì những cái lời nói đó thuộc về chánh ngữ, thuộc về chánh ngữ hiệp thế. Còn khi mà chúng ta thực hành bát chánh đạo đó, mà khi mà bát chánh ngữ siêu thế sanh khởi đó, thì nó chỉ là không phải nói ra lời nói, mà chỉ là những cái yếu tố tinh thần để hòa quyện chung với bát chánh đạo siêu thế, để bắt cảnh niết bàn, để diệt trừ cái tà ngữ. Chánh ngữ là chúng ta hiểu như vậy. Thì cái chi pháp kế đến nữa của bát chánh đạo là gì? Tức là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh nghiệp này đã giúp cho người cư sĩ chúng ta thăng được thanh tịnh. Giống như người cư sĩ chúng ta sáng rồi chúng ta vào đây, chúng ta xin giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, khi đó chúng ta có chánh nghiệp. Chánh nghiệp để giúp cho thân của người cư sĩ chúng ta được thanh tịnh, không có làm điều ác. Rồi lại nữa, chánh nghiệp là gì? Tức là những cái thân nào làm lợi ích cho mình, cho người. Chẳng hạn như chúng ta phục vụ, chúng ta bỏ cái thân này ra, chúng ta làm những cái điều thiện đó, bằng công sức của chúng ta, bằng cái thân hành của chúng ta, cái đó cũng được gọi là chánh nghiệp.
Rồi chánh nghiệp ở đây chúng ta hiểu là thuộc về giới Phật. Và khi mà chúng ta có cái thân thanh tịnh như vậy đó, chúng ta có chánh nghiệp để ngăn ngừa cái ác nghiệp của thân, thì thân chúng ta trở nên thanh tịnh, nó thuộc về giới uẩn. Và khi mà cái chánh nghiệp, chúng ta tu tập chánh nghiệp hiệp thế có, thì cái chánh nghiệp siêu thế sẽ sanh khởi, hòa quyện trung quát chánh đạo để bắt cảnh niết bàn, để diệt trừ gọi là tà nghiệp. Bậc thánh Tu Đà Hoàn không còn tà nghiệp nữa. Bậc thánh Tu Đà Hoàn không còn sát sanh trộm cắp tà dâm. Rồi cái chi pháp thứ sáu, những cái chi pháp nào dễ thì sư chỉ nói lướt qua, có những chi pháp có thể quan trọng thì sư trình bày cho nó rộng một chút. Và cái chi pháp thứ năm nữa là gì? Chi pháp thứ năm tức là chánh mạng. Chánh mạng tức là cái nghề nghiệp nuôi mạng sống của chúng ta bằng cái nghề nghiệp lương thiện, chân chánh. Cái nghề nghiệp đó chúng ta làm để mưu sinh trong cuộc sống này, cái nghề nghiệp đó không đưa đến hại người khác, thì như vậy gọi là chánh mạng. Còn khi mà chúng ta như là chúng ta làm những cái nghề như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hay là chúng ta làm những điều ác gì đó, chúng ta có đồng tiền để chúng ta nuôi cái mạng sống này, trong đời sống này, thì những cái sự nuôi mạng đó thuộc về tà mạng. Nên đây chúng ta hiểu rằng những cái nghề nghiệp nào mà chúng ta làm mưu sinh trong cuộc sống mà không đưa đến khổ người khác, không phải là những cái điều bất thiện ấy, thì cái đó thuộc về chánh mạng. Giống như các sư ở đây, nếu mà Đức Phật dạy đó, các vị sư, các vị tỳ kheo đi trồng trọt để lấy cái đồng tiền đó để nuôi cái thân này gọi là tà mạng, hay là các vị tỳ kheo bị người cư sĩ sai khiến làm cái này cái kia để lấy lòng người cư sĩ, người cư sĩ cúng dường đến để lấy cái thực phẩm nó ăn, thì vị tỳ kheo đó rơi vào vấn đề tà mạng. Thế nên Đức Phật dạy vị tỳ kheo chánh mạng, tức là những cái nghề của vị tỳ kheo là gì? Chỉ có giới, định và tuệ. Còn vị tỳ kheo mà đi buôn bán, kinh doanh, trồng trọt, làm giống như cái người thế để kiếm cái đồng tiền, để kiếm cái thực phẩm đó bằng cái đời sống nuôi mạng như vậy, như vậy là vị tỳ kheo tà mạng, tức là đi ngoài con đường phát chánh đạo của Đức Phật. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta đó, giống như những người xuất gia, giống như các sư đó, thì ôm bát đi khất thực. Phật tử cúng dường cái gì thì sử dụng cái đó, dùng cái đó. Và nhận cái thực phẩm của người cư sĩ có niềm tin nơi nhân quả nghiệp báo, cúng dường đến, vị tỳ kheo đó ăn, sử dụng, dùng không có, rơi vào tà mạng. Còn vị tỳ kheo làm theo cái người cư sĩ, giống như có một số người cư sĩ tà kiến kêu các vị tỳ kheo phải cầu an, cầu siêu, coi ngày, coi tháng. Và vị tỳ kheo làm như vậy vì cái cuộc sống, vì lợi dưỡng, tức là những vị tỳ kheo đó rơi vào cái vấn đề tà mạng. Thì chúng ta thấy tà mạng mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo nó rộng. Nhưng mà nói người cư sĩ chúng ta chỉ hiểu, tức là những cái nghề nghiệp nuôi mạng sống của chúng ta bằng cái nghề bất thiện đó, là chúng ta đã rơi vào cái vấn đề tà mạng. Tức là chúng ta đi ngoài con đường bắt chánh đạo, tức là cái đời sống nuôi mạng của chúng ta không được chân chánh. Hay là những cái nghề mà Đức Phật không cho phép người cư sĩ chúng ta làm, như là chúng ta bán rượu. Bán rượu tức là đưa chúng sanh khác, làm chúng sanh khác đau khổ. Chúng sanh uống rượu sẽ bị điên loạn đó, thì chúng ta bán rượu để chúng ta nuôi cái mạng sống này, tức là chúng ta rơi vào cái vấn đề tà mạng. Hay là chúng ta đó, cái nghề mà Đức Phật không cho phép, như là chúng ta nuôi súc sanh và chúng ta bán để người khác mòn thịt để chúng ta nuôi cái mạng sống này, thì như vậy cũng rơi vào cái vấn đề tà mạng. Hay là người cư sĩ chúng ta đó, có thể bán vũ khí, hay là bán thuốc độc, hay là buôn bán người nô lệ đó, thì những cái nghề nghiệp trong năm nghề nghiệp mà Đức Phật không cho phép người cư sĩ chúng ta làm, để chúng ta làm năm cái nghề đó để chúng ta mưu sinh
Thì như vậy chúng ta rơi vào tà mạng, chúng ta đi ngoài con đường bắt chánh đạo. Bây giờ chúng ta muốn đắc đạo quả đó, thì chúng ta phải hiểu cho nó sâu. Có nhiều lúc chúng ta thấy tại sao mình tu hoài mình không tiến được, thì chúng ta phải coi lại chúng ta có thiếu những cái chi phần nào của bát chánh đạo. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng chánh ngữ tức là làm cho cái khẩu của chúng ta được thanh tịnh, chánh nghiệp làm cho thân chúng ta được thanh tịnh, và chánh mạng cũng làm cho cái thân và khẩu, cái đời sống chúng ta được thanh tịnh. Rồi bây giờ sư sẽ đề cập đến cái chi pháp thứ sáu là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn trong bát chánh đạo tức là cái sự siêng năng, siêng năng để loại bỏ những ác bậc thiện pháp, siêng năng để làm tăng trưởng những thiện pháp, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Giống như trong lúc mà chúng ta hành tứ niệm xứ đó, chúng ta có sự nỗ lực để chúng ta phát triển chánh niệm, chúng ta được vững, không để cho phóng tâm. Để phóng tâm nó thuộc bất thiện mà. Chúng ta nỗ lực tinh tấn để không cho tham sân si sanh khởi, để chúng ta phát triển những tâm vô tham vô sân với trí tuệ. Thì khi mà chúng ta nỗ lực như vậy đó, thì như vậy là chúng ta có chánh tinh tấn. Thế ra Đức Phật dạy chánh tinh tấn trong bát chánh đạo đó, tức là chúng ta có hai cách để chúng ta ứng xử đối với thiện pháp. Một cách ứng xử với thiện pháp và một cách chúng ta ứng xử với bất thiện pháp. Thì Đức Phật mới dạy rằng thế nào gọi là chánh tinh tấn, tức là vị tỳ kheo nỗ lực siêng năng tinh tấn để phòng hộ hay là để ngăn trừ những bất thiện pháp nào chưa sanh đừng để cho phát sanh. Giống như chúng ta đó còn phàm mà, thì bây giờ chúng ta ngồi đây, tuy rằng trong lúc này sanh nó không sanh khởi, nhưng mà người cư sĩ chúng ta có bảo đảm là một lát nữa chúng ta cũng vẫn vậy, chúng ta không sanh hay không? Tâm sanh nó sẽ có cơ hội nó sanh. Thì bây giờ Đức Phật mới dạy đó, chúng ta mà muốn đạt đến đạo quả thì chúng ta phải siêng năng. Chúng ta biết rằng bây giờ ta đang chánh niệm, ta đang không có bị tham, bị sân chi phối, nhưng mà ta còn phàm, ta không cố gắng nỗ lực để chánh niệm, để canh phòng, thì tham sân si nó sẽ sanh khởi, nó sẽ làm hại ta. Thì chúng ta phải siêng năng, chúng ta tinh tấn để chúng ta ngăn ngừa, chúng ta phòng hộ đừng cho bất thiện nó sanh khởi. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta đó, chẳng hạn giờ chúng ta có phước, chúng ta được gặp chánh pháp, chúng ta đi với những người bạn hữu chúng ta, chúng ta có chánh kiến, chúng ta luôn luôn chúng ta làm thiện. Nhưng mà giờ chúng ta vẫn còn phàm, chúng ta yếu, chưa có đầy đủ lực mà. Bây giờ chúng ta đi với những người ác, thì trước sau thì chúng ta cũng bị tà kiến xen tạp vậy. Bây giờ chúng ta phải sao? Chúng ta phải canh phòng, chúng ta biết rằng mình còn phàm, vẫn còn bị dao động, nên những người bạn ác là chúng ta không giao du. Thì cái cách đó cũng là cái cách để chúng ta gọi là phòng hộ. Thì đây nói theo cái sự tu tập trong bát chánh đạo, tức là chúng ta phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tại vì phiền não nó phát xuất từ sáu căn nè. Khi mắt thấy sắc thì phiền não, chúng ta không có chánh niệm phiền não nó sanh. Khi chúng ta nghe tiếng mà chúng ta không chánh niệm thì phiền não nó sanh. Khi chúng ta ngửi mùi mà chúng ta không có chánh niệm thì phiền não nó sanh. Khi chúng ta ngửi mà chúng ta không chánh niệm thì phiền não nó sanh. Khi chúng ta ăn, chúng ta không chánh niệm thì phiền não nó sanh. Khi chúng ta xúc chạm mà chúng ta không chánh niệm thì phiền não nó sanh. Khi chúng ta nhận biết các tư tưởng, tức là ý nhận biết các pháp mà chúng ta không chánh niệm thì phiền não nó sanh. Thì giờ chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta chánh niệm trong sáu căn, chúng ta không để cho phiền não nó sanh. Thì như vậy tức là chúng ta nỗ lực chánh niệm đó, bất thiện pháp chưa sanh, chúng ta tinh tấn, chúng ta cố gắng, chúng ta không để cho bất thiện pháp sanh, như vậy là chánh tinh tấn. Và bây giờ cái cách tinh tấn nữa, trong chánh tinh tấn Đức Phật dạy mà chúng ta phòng hộ, chúng ta cố gắng như vậy nhưng mà phiền não nó vẫn xen vào, tại chúng ta còn phàm mà, sao có thể chúng ta chánh niệm liên tục được. Thì chút chúng ta phải thắc niệm,
tham sân si bắt đầu nó sanh lên. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta chánh tinh tấn là gì? Chúng ta phải siêng năng, nỗ lực để chúng ta loại bỏ những bất thiện pháp đó. Thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta ở trong lúc này chúng ta tu, tu xong chúng ta về cái tham nó sanh khởi, sân nó sanh khởi hay si nó sanh khởi, thì nếu mà chúng ta có chánh tinh tấn thì chúng ta ghi nhận những cái tham sân si đó để chúng ta siêng năng, chúng ta quan sát thì tham sân si bắt đầu phải nó sẽ biến mất. Tức là chúng ta có chánh tinh tấn, chúng ta luôn luôn để chúng ta nỗ lực để chúng ta loại trừ bất thiện pháp. Còn giờ chúng ta tu mà tham sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi, có những tư tưởng bất thiện sanh khởi mà chúng ta cứ nuôi dưỡng, chúng ta ôm ấp, chúng ta ghét ai, chúng ta ghét từ ngày này qua tháng nọ, thì như vậy là chúng ta không có chánh tinh tấn. Chúng ta giận ai là chúng ta giận cả đời vậy đó. Như vậy là chúng ta đi ngoài con đường bắt chánh đạo. Hiện đây sẽ thí dụ như thế nào cũng vậy. Chúng ta là phàm vẫn có những phiền não tham sân si, thì chúng ta phải nỗ lực siêng năng để chúng ta loại trừ bất thiện pháp đó. Nếu mà chúng ta siêng năng như vậy đó, thì sau này bất thiện mà vừa có mặt là chúng ta chánh niệm là nó sẽ biến mất đi. Bây giờ chúng ta tu mà chúng ta cứ để phiền não trong tâm hoài, chúng ta không chịu nỗ lực, chúng ta tinh tấn, chúng ta loại trừ, thì như vậy chúng ta thiếu cái sự tinh tấn, chúng ta không có chi phần chánh tinh tấn mà Đức Phật dạy. Đó là cái cách để chúng ta ứng xử đối với bất thiện pháp. Những bất thiện nào chưa sanh, chúng ta tinh tấn nỗ lực đừng để cho pháp sanh. Và những bất thiện nào đã sanh thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để chúng ta loại trừ, chúng ta không để trong tâm. Thì như vậy là chúng ta tu là tu chỗ này. Rồi tiếp nữa là Đức Phật dạy tiếp cho chúng ta thế nào gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là những thiện pháp nào chưa có thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực làm cho nó có. Giống như giờ chúng ta chánh niệm chúng ta giờ nó yếu quá, thì giờ chúng ta phải nỗ lực để chúng ta phát huy chánh niệm, cho chánh niệm chúng ta vững. Chúng ta ngồi một tiếng như vậy đó mà chúng ta thấy cái sự phóng tâm chúng ta ít mỗi ngày, tức là cái sự phóng tâm nó giảm, và cái sự chánh niệm chúng ta, cái sự liên tục và cái sự hiểu biết của chúng ta mỗi ngày nó phát sanh nó nhiều, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng thì những trường hợp đó, tức là những thiện pháp chưa có chúng ta tinh tấn nỗ lực làm cho có. Hay là sư sẽ thí dụ ngoài lệ một chút nhưng mà người cư sĩ chúng ta dễ hiểu. Giống như giờ chúng ta hồi đó giờ chúng ta chưa biết bố thí, bây giờ chúng ta phải nỗ lực tinh tấn để chúng ta thực hành pháp bố thí để chúng ta xả tài. Đó giờ chúng ta làm biến nghe pháp, lại nghe pháp cũng là thiện, giờ chúng ta phải siêng năng nỗ lực để chúng ta nghe pháp. Thì những cái thiện pháp này xưa giờ chưa có, chúng ta tinh tấn làm cho nó có. Đó giờ chúng ta chưa biết phục vụ cung kính, bây giờ chúng ta phải nỗ lực tinh tấn để những cái thiện pháp phục vụ cung kính nó có. Như vậy là chúng ta có chánh tinh tấn. Thì tu là tức là những thiện pháp nào chưa có thì Đức Phật dạy chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn làm cho nó có. Thì như vậy là chúng ta có chánh tinh tấn. Thì ở đây cái sự tu tập của chúng ta trong tứ niệm xứ bát chánh đạo, tức là Đức Phật dạy chúng ta đó, tức là những cái niệm định của chúng ta chưa vững thì chúng ta phải tinh tấn làm cho nó vững, cho nó mạnh. Để chúng ta chưa có thì chúng ta phải phát huy cho nó có. Thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Để tiếp tục nữa, Đức Phật dạy thế nào gọi là chánh tinh tấn. Tức là những cái thiện pháp nào đã có rồi đó thì chúng ta phải biết gìn giữ, chúng ta làm cho nó sung mãn, nó càng lớn mạnh, để khi nào chúng ta đạt đến đạo quả thôi. Như vậy tức là Đức Phật dạy rằng những thiện pháp nào có rồi chúng ta phải biết gìn giữ, chúng ta bảo trì, chúng ta làm cho nó sung mãn, thì như vậy gọi là chánh tinh tấn. Có nhiều lúc mà chúng ta tu không đắc đạo được là gì? Chúng ta không được phát sanh tịnh tệ được là gì? Chúng ta ngồi trong trường thiền, chúng ta có chánh niệm cũng tốt rồi đó. Chúng ta vậy chúng ta cảm thấy mãn nguyện rồi, để chúng ta đi ra ngoài chúng ta không chánh niệm được. Và cái đó cái chánh niệm chúng ta nó tụt đi. Thế nên Đức Phật dạy đó, khi mà chánh niệm chúng ta có, trí tuệ chúng ta có, sự kinh nghiệm chúng ta có, thì chúng ta phải biết gìn giữ,
và chúng ta phải phát triển thêm cái chánh niệm chúng ta càng sắc bén nữa, cái trí tuệ chúng ta càng sắc bén nữa và cái định chúng ta càng sắc bén nữa, đến ngày mà chúng ta chứng A-la-hán rồi thì như vậy gọi là chánh tinh tấn. Thì chúng ta thấy rằng thời buổi bây giờ chúng ta giải đãi lười biếng thì không thể nào chúng ta đạt được những tình tuệ hay là chúng ta kinh nghiệm trong pháp hành. Chúng ta ngồi một chút chừng 1-2 ngày là chúng ta cảm thấy chúng ta chán, chúng ta không có sự siêng năng. Thì chúng ta thấy rằng thời Đức Phật cũng vậy đó, có những người đó mà người ta chánh niệm liên tục là tu có thể mấy chục năm họ mới đắc đạo, tùy theo cái ba la mật của mỗi người, tùy theo cái trình độ tu tập của mỗi người. Nên chúng ta phải có sự cố gắng như vậy, siêng năng như vậy, mà suốt cuộc đời này mà chúng ta chưa đắc đạo, cửa đó chúng ta có thể nói rằng mình chưa đầy đủ ba la mật. Thì cái đó chúng ta mới nói như vậy. Hay là chúng ta có thể nói rằng chúng ta là cái người nhị nhân, không phải là người tam nhân. Và bây giờ chúng ta chưa có dùng hết cái khả năng của mình, chúng ta còn giải đãi quá mà chúng ta đổ thừa. Có thể là thời buổi bây giờ khó tu, hay là mình là cái người nhị nhân, hay là cái người chưa đầy đủ ba la mật, mà chúng ta không có đổ thừa như vậy, tại vì chúng ta chưa làm hết khả năng. Chúng ta thấy rằng thời Đức Phật điển hình như là chắc cú ba lá đó, trong 3 tháng hạ, ngày nhập hạ, ngày ngăn quan nghi nằm, chỉ có đi và ngồi thôi. Ngày luôn luôn để thực hành tứ niệm xứ, đi chánh niệm, ngồi chánh niệm, đứng chánh niệm, kiểu liên tục canh phòng chánh niệm như vậy. Thì trong 3 tháng đó ngày đắc A La Hán. Chúng ta phải tinh tấn như vậy đó. Thì khi mà chúng ta không đắc đạo, chúng ta mới nói rằng mình chưa có đầy đủ ba la mật. Nếu mà chúng ta siêng năng như vậy đó, đời này chúng ta chưa có đạt đến đạo quả, nhưng cũng là cái chủng tử tương lai chúng ta tái sanh lại, chúng ta tu nó mau hơn người khác. Tại vì quá khứ mà chúng ta đã nỗ lực, chúng ta siêng năng, chúng ta thực hành giáo pháp của Phật. Thì đây chúng ta hiểu rằng chánh tinh tấn tức là chúng ta siêng năng nỗ lực để chúng ta loại bỏ bất thiện pháp. Chúng ta siêng năng để chúng ta phòng hộ không để cho bất thiện pháp phát sinh. Và chúng ta siêng năng nỗ lực để những thiện nào chưa có, để cho nó phát sinh, nó có. Và khi mà những cái thiện có rồi đó, những thiện pháp nó có rồi, thì chúng ta phải siêng năng nỗ lực gìn giữ, không để cho nó biến mất. Và chúng ta phát huy cho nó được sung mãn. Như vậy gọi là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Và bây giờ sư sẽ đề cập đến cái chi pháp thứ 7, đó là chánh niệm. Vậy như thế nào gọi là chánh niệm? Đức Phật dạy trong bát chánh đạo: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp được gọi là chánh niệm. Ngoài ghi nhận thân thọ tâm pháp ra, ngoài những cái niệm khác không được gọi là chánh niệm. Giống như giờ chúng ta khởi tâm, chúng ta bố thí, cái đó nó vẫn có niệm đó. Chữ sa tí là niệm, niệm tức là nó là tâm thiện, tâm thiện nó vẫn có niệm. Nhưng lúc mà chúng ta đắc ý, chúng ta giữ giới, hay là trong lúc mà người cư sĩ chúng ta ở đây đang nghe pháp, thì trong lúc này vẫn có niệm, nhưng mà không thuộc về chánh niệm. Tại giờ chúng ta làm thiện bố thí cả suốt cuộc đời đi nữa, chúng ta cũng đâu có ngộ được cái lý vô thường, khổ vô ngã đâu, được gọi là chánh niệm. Chúng ta thấy là những ngoại đạo khác họ vẫn bố thí, thì cái sự bố thí đó là tâm thiện. Tâm thiện nó vẫn có niệm chứ, nó vẫn biết đó. Nhưng mà cái biết đó nó thuộc về niệm chứ không phải là chánh niệm. À, chúng ta thấy rằng có một số tôn giáo khác, hay là một số du sĩ, hay là đạo sĩ, người ta cũng vẫn giữ 5 giới. Người ta tác ý, người ta giữ giới, thì cái giữ giới nó cũng thuộc về thiện. Sau khi họ chết họ vẫn sanh thiên, thì cái ý niệm giữ giới đó, những cái tâm thiện đó, nó thuộc về niệm chứ không phải là chánh niệm. Trong lúc mà chúng ta an trú vào những cái đề mục thiền định, như là chúng ta lấy đề mục đất, nước, lửa, gió, hay là xanh, vàng, đỏ, trắng, hay là chúng ta tu tập những cái phương pháp thiền chỉ, thì trong lúc đó nó chỉ là niệm thôi chứ không phải là chánh niệm. Thì trong kinh Đức Phật dạy như thế nào gọi là chánh niệm, tức là trong bát chánh đạo đó, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp được gọi là chánh niệm. Vì khi mà chúng ta phát huy cái chánh niệm trong bát chánh đạo đó, chúng ta mới nhận thức được cái vô thường, khổ, vô ngã. Giống như người cư sĩ chúng ta niệm thân,
Chúng ta vừa đưa cái bàn tay lên, chúng ta ghi nhận, chúng ta đẩy cái bàn tay xuống, chúng ta ghi nhận. Chúng ta thấy bàn tay đưa lên nó đã diệt, và bàn tay đưa xuống nó cũng diệt, nó luôn luôn thay đổi. Khi mà chúng ta ghi nhận trong cái phút giây hiện tại đó, thì lâu ngày chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta đi nó khác, ngồi nó khác, đứng nó khác, nằm nó khác. Tức là cái sắc pháp này luôn luôn chuyển biến khác. Khi chúng ta nhìn được những cái tư thế nó thay đổi đó, là chúng ta sẽ nhìn sâu hơn, chúng ta thấy từ cái tế bào của sắc pháp này thay đổi. Đất nước lửa gió trong cái cơ thể chúng ta cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động, sự kết dính luôn luôn nó thay đổi, nó sanh diệt. Thì chúng ta ghi nhận lâu ngày bằng cái chánh niệm trực giác, tuệ hiểu cái sắc uẩn này là vô thường, khổ vô ngã, thì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Tại khi mà chúng ta ghi nhận như vậy đó, thì lâu ngày cái trí tuệ của chúng ta, cái sự hiểu của chúng ta bằng cái sự cảm nhận, trải nghiệm của chúng ta để chúng ta nhận thức được tam tướng, thì như vậy mới được gọi là chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. Hay là giờ người cư sĩ chúng ta niệm thọ, chúng ta thấy cái đau nó sanh lên thì nó cũng diệt. Chúng ta thấy cái sự an lạc của thân, cái thọ lạc nó sanh lên nó cũng diệt. Cái niềm vui chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó sanh lên nó cũng diệt. Cái nỗi buồn sanh lên, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó sanh nó cũng diệt. Cái sự thản nhiên nó sanh khởi, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó cũng sanh diệt. Thì do cái chánh niệm chúng ta trực nhận và cái sự hiểu biết của trí tuệ, chúng ta thấy luôn luôn cái cảm giác nó luôn thay đổi. Để lâu ngày chúng ta nhận thức được cái sự vô thường, khổ vô ngã của thọ uẩn, để chúng ta nhàm chán, chúng ta ly tham, chúng ta mới ngộ được niết bàn. Thì khi mà chúng ta niệm thân, niệm thọ mới được gọi là chánh niệm. Khi mà chúng ta niệm tâm mới được gọi là chánh niệm. Có tâm tham chúng ta biết rõ, chúng ta thấy nó sanh nó cũng diệt. Tâm sân nó sanh lên, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó cũng sanh diệt. Tâm si nó sanh lên, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó cũng sanh diệt. Với tâm vô tham sanh khởi, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó cũng sanh diệt. Với cái tâm vô sân sanh khởi, chúng ta ghi nhận, chúng ta cũng thấy nó sanh diệt. Với tâm si sanh khởi, chúng ta ghi, vô si sanh khởi, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó cũng sanh diệt. Để chúng ta trực nhận bằng cái chánh niệm, bằng cái sự trải nghiệm của mình, bằng trí tuệ mình hiểu biết cái sự thay đổi của tâm, của thiện ác của tâm. Cái đó trí tuệ chúng ta sanh. Và khi đó chúng ta mới, như vậy mới được gọi là chánh niệm. Tức là khi mà chúng ta ghi nhận như vậy, nó giúp cho chúng ta cảm nhận được, trải nghiệm được cái lý vô thường như thế nào, khổ như thế nào, vô ngã như thế nào, để chúng ta nhàm chán và chúng ta ly tham mới được gọi là chánh niệm. Và khi mà cái người niệm pháp mới được gọi là chánh niệm, ghi nhận đây là sắc uẩn, đây là thọ uẩn, đây là tưởng uẩn, đây là hành uẩn, đây là thức uẩn, trong tiến trình năm uẩn sanh, năm uẩn diệt, để người đó nhận thức được, trải nghiệm được cái năm uẩn này nó sanh diệt như thế nào, nó khổ đau như thế nào và nó vô ngã như thế nào, để ly tham nhàm chán đối với ngũ uẩn danh và sắc này, như vậy được gọi là chánh niệm. Nên ở đây chúng ta hiểu rằng trong Bát Chánh Đạo, trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy là samma sati, tức là chánh niệm. Còn niệm là tức là nó đi chung với tất cả tâm thiện. Trong lúc mà chúng ta bố thí vẫn có niệm, trong lúc chúng ta tác ý giữ giới vẫn có niệm, trong lúc chúng ta tu thiền chỉ vẫn có niệm. Nhưng mà giờ chúng ta muốn có chánh niệm đó, để nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã, là chúng ta phải quan sát thân, thọ, tâm, pháp. Nên đây Đức Phật mới dạy đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì bây giờ cái người mà tu Bát Chánh Đạo, muốn Bát Chánh Đạo sanh khởi, Bát Chánh Đạo siêu thế sanh khởi, thì cái người đó phải tu tứ niệm xứ trước. Tứ niệm xứ, khi đó là Bát Chánh Đạo nó sẽ sanh. Thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa về chánh niệm là như vậy. Và bây giờ sư sẽ đề cập cái chi pháp cuối cùng gọi là chánh định. Và trong cái chánh định này đó, chúng ta chưa có học thì chúng ta hiểu chưa nó rõ. Chúng ta cứ nghĩ rằng đắc thiền mới được gọi là chánh định. Thì đây sư sẽ phân tích theo kinh điển và theo chú giải để chúng ta hiểu như thế nào gọi là chánh định. Chánh định ở đây đó, nó có ba loại chánh định. Thứ nhất gọi là sát na định,
thứ hai là cận định, thứ ba là an chỉ định. Nhưng mà những loại định sát na định, cận định, an chỉ định nào làm cái nền tảng để người đó quan sát, quan sát danh và sắc, thân thọ tâm pháp này, thì cái những cái sát na định đó, hay là cái cận định đó, hay là cái an chỉ định đó mới được gọi là chánh định. Giống như giờ trong cái cách chúng ta tu tập, chẳng hạn giờ chúng ta tu cái thiền định, chúng ta cũng phải trải qua ba giai đoạn: sát na định, cận định và an chỉ định. Cận định là gì? Chẳng hạn giờ sư cho một thí dụ, có thể trong 40 đề mục của Đức Phật, có thể chúng ta chọn ra một cái đề mục, chúng ta lấy cái đề mục đắc chúng ta để trước mặt, thì đó chúng ta nhìn vào cái ca si ná đắc đó để chúng ta trú tâm, chúng ta niệm đắc đắc đắc. Thì trong lúc mà tạm thời chúng ta niệm như vậy đó, chúng ta ghi nhận như vậy đó, ghi nhận đề mục đắc như vậy, thì cái tâm chúng ta nó không có bị tán loạn, thì trong lúc đó chúng ta có sát na định. Khi mà chúng ta tu tập lâu ngày đó, và cái tâm chúng ta đó nhắm mắt lại mà cái đề mục đắc nó vẫn hiện trong tâm, chúng ta thấy rất là rõ sáng, có một cái tạng tướng, và chúng ta chú tâm để chúng ta phát huy cái tạng tướng đó, tâm chúng ta rất là yên tĩnh lặng, có thể nửa tiếng đồng hồ chúng ta không bị phóng túng, thì trong lúc đó gọi là cận định. Và khi mà chúng ta tu đến giai tập đập thứ ba đó, chúng ta nhắm mắt lại mà cái ánh sáng, cái quang tướng do tưởng tạo thành, nó tỏa sáng cả một vùng, và cái ánh sáng càng lớn chừng nào thì tốt chừng đấy để chúng ta nhập thiền, gọi là quang tướng. Thì khi mà chúng ta nhập thiền, chúng ta chứng được sơ thiền, như vậy cũng được gọi là an chỉ định. Thì khi mà chúng ta đã đắc thiền rồi đó, chúng ta lấy cận định và an chỉ định để chúng ta làm cái nền tảng để chúng ta quan sát danh và sắc này, để chúng ta chuyển qua tu tập tứ niệm xứ. Chúng ta đã có định tâm, chúng ta lấy cái nền tảng đó để tâm chúng ta được vững, và chúng ta ghi nhận danh như thế nào, sắc như thế nào, có nghĩa là thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào và pháp như thế nào, để chúng ta thấy được cái danh sắc ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã. Thì những cái an chỉ định hay là cái cận định đó hỗ trợ cho thiền niệm xứ, thì như vậy được gọi là chánh định. Còn nếu mà chúng ta đắc thiền mà cái thiền đó không cái hỗ, không làm cái nền tảng cho tu tập tứ niệm xứ, thì cái định đó không được gọi là chánh định. Giống như chúng ta thấy rằng thời Đức Phật A Tứ Đà đắc được thiền chỉ phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Tiện lẽ chúng ta thấy rằng vị đạo sĩ A Tứ Đà có chánh định, đang đi theo con đường bát chánh đạo, không phải. Hay là Kama Cốt Tá, hay là vị Rama Bút Tá cũng đắc từ sơ thiền cho đến thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì những vị đó không có lấy cái thiền định đó làm nền tảng để tu thiền minh sát, thì những cái thiền đó không được gọi là thiền chánh định. Mà những cái tầng thiền nào mà chúng ta làm nền tảng để tâm chúng ta vững, để chúng ta tu tập tứ niệm xứ, để giúp cho chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã của danh và sắc này, thì những cái nền tảng thiền định đó được gọi là chánh định. Thì đây định chúng ta hiểu trong chánh định đó, trong Bát Chánh Đạo và trong chú giải có giải thích đó, chánh định có ba loại, tức là sát na định nào để hỗ trợ cho minh sát, thì cái sát na định đó được gọi là chánh định. Hay là những cái cận định nào để làm nền tảng hỗ trợ cho minh sát tứ niệm xứ, thì những cái cận định đó được gọi là chánh định. Những tầng thiền nào chúng ta đắc để làm nền tảng hỗ trợ để chúng ta tu tập tứ niệm xứ, để quan sát thân thọ tâm pháp, thì những cái tầng thiền đó, thiền chỉ đó được gọi là chánh định. Chúng ta phải hiểu vậy. Thì ở đây đó, trong cái việc mà chúng ta tu tập đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh, thì Đức Phật dạy chúng ta có nhiều loại cá tánh để chúng ta tu tập. Có những người đó thì tu tập chỉ trước quán sau, tức là đắc thiền trước, lấy thiền làm nền tảng để chuyển sang làm nền tảng để chuyển sang minh sát tứ niệm xứ, để quan sát danh và sắc.
để thấy được vô thường khổ vô ngã của danh và sắc để đạt đến niết bàn. Thì như vậy gọi là chỉ trước quán sau. Và có những cách tu tập Đức Phật dạy rằng thần quán, tức là không có đắc thiền chỉ lấy sát na định và cận định của thần quán trên thân thọ tâm pháp để nhận thức được vô thường khổ vô ngã. Thì cái cách thứ hai này được là thuần quán chứ không có đắc thiền. Và cách thứ ba nữa tức là chỉ quán song tu, tức là cái người này vừa, tức là cái chỉ quán song tu là chỉ cho những vị, phần lớn là những vị thượng thủ thanh văn hay là những vị đại thanh văn, tức là các ngài vừa đắc được tầng thiền nào thì đạo quả nó cũng phát sanh. Tức là vừa đắc sơ thiền, cho nó thí dụ vừa đắc sơ thiền thì khi đó các ngài lấy cái chi của sơ thiền đó, tức là ngài thấy sơ thiền gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, khi đó các ngài sẽ ghi nhận những cái chi thiền đó, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm nó thuộc về danh pháp, và các ngài thấy được cái tầm tứ hỷ lạc nhất tâm này nó nương nơi sắc ý vật mà nó có, các ngài nhận thức được sắc ý vật nó thuộc về sắc pháp. Các ngài quan sát, các ngài thấy được vô thường khổ vô ngã, các ngài đắc đạo trong lúc các ngài đang chứng sơ thiền, thì như vậy gọi là chỉ quán song tu. Thì chúng ta phải hiểu, tức là Đức Thế Tôn ngài có dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, tức là tùy theo mỗi cá tánh của chúng sanh. Giống như thời Đức Phật, Đức Thế Tôn ngài có trí tuệ, ngài biết được mỗi cá tánh của chúng sanh, nên ngài biết, nên ngài sẽ đưa cái phương pháp cho phù hợp với chúng sanh đó. Chẳng hạn giờ xin nó thí dụ, Đức Phật biết rằng cái chúng sanh này từ ở cõi Phạm Thiên sanh xuống, thì chúng sanh này quá khứ đã đắc thiền cái đề mục đó mới được sanh lên Phạm Thiên. Thì sanh lên cõi Phạm Thiên thì đâu có bị ô nhiễm đâu, hết tuổi thọ sanh xuống loài người. Đức Thế Tôn ngài gợi ý lại cái phương pháp cũ, cái thiền định quá khứ, vị này quá khứ mà tu đề mục đắc mà đắc thiền chỉ sanh lên thiên giới, vị này quá khứ mà tu thiền hơi thở đắc thiền định sanh lên Phạm Thiên giới, vị đó quá khứ đã tu tập tâm từ đắc thiền tâm từ sanh lên Phạm Thiên giới. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài chỉ gợi ý lại, vị đó tu dùng vài ngày đắc đạo quả là đắc thiền này, đắc thiền đó rồi lấy cái nền tảng của thiền chỉ đó để quan sát danh và sắc đó, thì các vị đó sẽ đắc đạo quả. Có những trường hợp Đức Thế Tôn người thấy những chúng sanh này quá khứ không có đắc thiền, không có đắc thiền có thể là thần quán, thì Đức Thế Tôn người không cần để đưa ra cái đề mục thiền định. Đức Phật dạy trực tiếp cho những chúng sanh đó lấy nền tảng cận định và sát na định để quan sát minh sát, thì chúng sanh đó sẽ đắc đạo quả. Giống như chúng ta thấy rằng giống như thời Đức Phật Bà Visakha hay là ông Cấp Cô Độc hay là vua Tịnh Phận Vương, thì những người đó không có đắc thiền định. Tại sao mà sư khẳng định như vậy? Tại vì Đức Phật dạy đó, khi mà chúng ta đắc thiền định, giống như người cư sĩ chúng ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là đến bát thiền, chúng ta đắc thiền mà chúng ta có về với chồng, với vợ để chúng ta ăn ở với nhau, thiền chúng ta hoại liền, chúng ta không giữ thiền được. Trong cái bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài có kể lại cái tiền thân về cái phẩm từ tâm, có một tiền kiếp mà Đức Thế Tôn ngài là Bồ Tát, ngài là một vị đạo sĩ đắc được bát thiền và ngũ thông, và một ngày nọ ngài mới đi vào làng để ngài khất thực. Thì trong đó, trong lúc đó thì Đức Vua thấy Đức Bồ Tát có một cái tướng hảo quang minh và quan nghi tế hạnh, mới thỉnh Đức Bồ Tát về tại hoàng cung để dạy cho các người dân ở trong thành. Thì Đức Vua rất là quý Đức Bồ Tát. Thì bữa đó Đức Vua có công việc phải đi ra ngoài biên cương dẹp loạn, thì Đức Vua mới dặn Hoàng hậu Từ Tâm ở nhà để lo cho Đức Bồ Tát. Thì khi mà Đức Vua đi ra ngoài biên cương đã dẹp loạn đó, thì mới sắp xếp cái chỗ nghỉ cho Đức Bồ Tát ở trong một cái vườn ngự uyển. Thì Đức Bồ Tát ngày thường ở trong đó ngày nhập thiền. Thì bữa đó ngài nhập thiền, cái ngài mới xuất thiền ra. Thì ngài xuất thiền ra thì ngài thấy gần quá giờ ngọ đó, gần quá giờ ăn. Rồi đó bắt đầu ngài mới dùng thần thông, ngài đàn văn trên hư không bay đến cung điện của Hoàng hậu Từ Tâm.
Thì khi mà Đức Bồ Tát Ngài dùng thần thông Ngài bay đến, thì Ngài đi vào thì Hoàng hậu Từ Tâm đó, thấy Đức Bồ Tát đến, nên bà mới cung kính mà đứng dậy. Thì khi mà bà đứng dậy đã xin đi cái đồng đó lọt xuống, thì Đức Bồ Tát nhìn thấy hiện tượng đó, từ đó Ngài mất hết thần thông đức thiện, từ đó Ngài mới bị trầm cảm, bị buồn bã đau khổ ưu tư, Ngài phải đi bộ đi về, Ngài bỏ ăn một thời gian dài, sau này Ngài mới hồi phục lại. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đắc thiền chỉ đó, thì chúng ta đó phải giữ gìn cái thiền chỉ đó, chứ nếu mà chúng ta để cái ái dục nó sanh đó, thì chúng ta nó bị hoại. Thì đây sẽ muốn nói như vậy là đại sư cho người cư sĩ chúng ta hiểu rằng như bà Visakha đó, bà chứng tu đà hoàn, bà vẫn có gia đình, vẫn có con, vẫn có cháu nhiều, tức là bà không có chứng thiền. Ông cấp cô độc cũng thế, hay là vua Tịnh Thận Phạn Vương cũng vậy, tức là những người này họ thường quán niệm xứ để đắc đạo quả. Thì đây chúng ta hiểu chánh định đó, trong bát chánh đạo đó, tức là chúng ta phải hiểu rằng giống như chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta nỗ lực, tức là chúng ta ghi thân thọ tâm pháp, trong lúc đó tâm chúng ta không bị phóng túng mà chúng ta quan sát được đối tượng đó, thì trong lúc đó chúng ta có sắc na định đó. Thì cái sắc na định này đang hỗ trợ trong tứ niệm xứ, thì cái sắc na định đó được gọi là chánh định. Và khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày, cái chánh niệm chúng ta già dặn sắc bén, chúng ta ít phóng túng, có thể chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ thì cái sự phóng túng chúng ta rất là ít, đó là có thể là nửa tiếng 40 phút mà tâm chúng ta liên tục chúng ta ghi nhận những cái đối tượng thân thọ tâm pháp, tâm chúng ta không bị dao động, không bị tán loạn, không bị phóng túng. Thì đến giai đoạn này tức là chúng ta qua cái giai đoạn cận định, thì cái cận định này hỗ trợ cho niệm xứ, thì cái cận định này được gọi là chánh định. Và khi mà chúng ta đạt đến cái chánh niệm chúng ta thần tích tí như vậy, thì cái chánh niệm của chúng ta nó rất là sắc bén, chúng ta thấy một cái tiến trình của tâm như thế nào, và chúng ta lâu ngày chúng ta hiểu được cái bản chất vô thường khổ vô ngã của danh sắc. Thì khi mà tâm chúng ta nó trong một quá trình chúng ta tu tập mà nửa tiếng đồng hồ chúng ta không thất niệm, như vậy là chúng ta đã đạt được cận định của cái thiền gọi là thiền tứ niệm xứ đó. Thì những cái cận định đó được gọi là chánh định. Thì chúng ta phải hiểu rằng trong chú giải có giải thích chánh định đó, thì gồm có sát na định, cận định và an chỉ định. Mà những cái sát na định nào, cái cận định nào, an chỉ định nào làm nền tảng để cho tu tập tứ niệm xứ, để nhận thức được vô thường khổ vô ngã, thì những cái định đó mới được gọi là chánh định. Còn ngoài ra thì không được gọi là chánh định. Thì đây sư vừa trình bày về bát chánh đạo hiệp thế cho người cư sĩ chúng ta hiểu, tức là chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định. Thì bây giờ chúng ta nói tu bát chánh đạo cũng được, hay là chúng ta nói tu giới định tuệ cũng được. Thì đây chúng ta lấy tám chi phần của bát chánh đạo đó, thì khi mà người cư sĩ chúng ta muốn tu tập theo con đường bát chánh đạo là chúng ta phải là người có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là chúng ta có giới nữa. Tức là chẳng hạn người cư sĩ chúng ta buổi sáng chúng ta đến đây, hay là chúng ta bước vào trường thiền, chúng ta xin thọ giới, chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì không nói dối nó thuộc về chánh ngữ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm nó thuộc về gì? Nó thuộc về chánh chánh nghiệp. Và khi mà chúng ta đến đây, người cư sĩ chúng ta đó ăn những cái thực phẩm, tức là có người lo cho chúng ta, thì cái thực phẩm này không phải là chúng ta làm những cái điều gì bất thiện mà có. Chúng ta đến đây có người tự nguyện để cúng dường, để lo cho các Phật tử chúng ta. Thì cái thực phẩm mỗi ngày chúng ta ăn ở trong trường thiền này đó, thì chúng ta thấy rằng cái thực phẩm đó, cái nghề nghiệp chân chánh mà, đâu phải do chúng ta lừa đảo hay là chúng ta làm cái nghề phi pháp mà chúng ta có cái thực phẩm đó chúng ta ăn. Thì trong lúc này chúng ta có chánh mạng, thì như vậy tức là chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng trong ba chi phần của bát chánh đạo. Rồi ngày hôm nay người cư sĩ chúng ta đến đây để chúng ta thực hành tứ niệm xứ, tức là chúng ta phát huy thêm đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định.
Thì sư sẽ trình bày trong năm cái chi pháp này trong lúc chúng ta đang tu tập tứ niệm xứ. Chúng ta ghi nhận thân, thọ hay là tâm hay là pháp. Thì bây giờ sư sẽ thí dụ một cái đối tượng trong thân, thọ, tâm, pháp để sư trình bày về bát chánh đạo. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta ghi nhận cái tâm vô tham đi. Ví dụ tâm vô tham sanh khởi, tức là cái trạng thái không dính mắc. Có trạng thái không dính mắc đó, chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ mà chúng ta không có tham, không có sân, không có si, tức là chúng ta biết mà không dính mắc trong cái tâm vô tham đó. Chúng ta ghi nhận, chúng ta biết mà chúng ta không bất mãn, chúng ta không có sân. Chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát mà chúng ta biết rõ, không có sự lẫn lộn mà chúng ta không có si. Thì như vậy tức là chúng ta đang phát huy chánh niệm, tức là chúng ta đang niệm tâm trong cái phần gọi là chánh niệm của bát chánh đạo. Thì chúng ta biết rõ cái tâm vô tham, chúng ta biết rõ, chúng ta quan sát, như vậy là chúng ta đang có chánh niệm. Và trong lúc này đó, tâm chúng ta chỉ hướng về cái trạng thái tâm vô tham đó thôi, chứ chúng ta không hướng về những chuyện khác. Thì nãy sẽ có trình bày chánh tư duy là gì, tức là cái sự hướng tâm để cho thiện tâm sanh. Thì trong lúc này người cư sĩ chúng ta hướng đến cái trạng thái vô tham đó để phát huy chánh niệm và phát huy trí tuệ, thì như vậy nó thuộc về chánh tư duy, tức là chúng ta hướng tâm đúng đó. Chúng ta hướng vào cái đối tượng tâm vô tham đó, chúng ta không hướng vào những đối tượng khác, thì như vậy tức là chúng ta đang phát huy về chánh tư duy. Và trong lúc này chúng ta chỉ tinh tấn nỗ lực trên cái đối tượng tâm quán niệm xứ đó, trên cái tâm vô tham đó, để cho chánh niệm chúng ta vững chãi, để cho cái sự hướng tâm của chúng ta nó chỉ hướng vào một điểm đó. Thì trong lúc mà chúng ta tinh tấn như vậy, tức là cái thiện tâm nó sẽ sanh. Thì tức là trong lúc này chúng ta sẽ phát triển nỗ lực cho thiện pháp phát sanh. Chúng ta nỗ lực trong lúc đó, chúng ta tinh tấn trong lúc đó, tức gọi là có chánh tinh tấn. Để khi chúng ta nói trên pháp hành đó, chúng ta chỉ nói về thực tánh pháp thôi. Thì khi mà chúng ta chánh niệm trên cái tâm tham đó, chúng ta phải có sự tinh tấn nỗ lực tâm chúng ta mới quan sát được. Thì trong lúc đó có sự tinh tấn đó thì thuộc gọi về được gọi là chánh tinh tấn. Rồi có một cái đối tượng tâm vô tham đó mà tâm chúng ta được an trú trên cái đối tượng đó trong sát na định, thì như vậy tức là gì? Tức là chánh định. Là khi có một cái tâm vô tham đó, chúng ta quan sát, chúng ta thấy được cái bản chất cái tâm vô tham này cũng do duyên mà có, và nó luôn thay đổi, nó không có tồn tại lâu dài. Để chúng ta thấy sự vô thường của tâm vô tham, cái sự vô ngã của tâm vô tham, thì như vậy trong lúc đó chúng ta có chánh kiến. Thì chúng ta thấy rằng có một đối tượng tâm quán niệm xứ, và chúng ta có đầy đủ năm chi của bát chánh đạo. Tức là có chánh niệm là chúng ta quan sát trên cái đối tượng tâm vô tham, chúng ta biết rõ, chúng ta quan sát thuộc về chánh niệm. Chúng ta hướng tâm trên cái đối tượng tâm vô tham đó thuộc về chánh tư duy. Chúng ta nỗ lực siêng năng trên cái sự tu tập để chúng ta chánh niệm, thì cái sự siêng năng đó thuộc về chánh tinh tấn. Và cái chúng ta, tức là khi có tâm vô tham đó, chúng ta an trú trên cái tâm vô tham đó để tâm chúng ta được định tĩnh trong sắc na định đó, gọi là chánh định. Và có tâm vô tham đó, chúng ta thấy rõ được cái tâm vô tham đó đủ duyên sanh và hết duyên diệt, nó là rỗng không, không có ai hết, thì như vậy chúng ta có chánh kiến. Thì chúng ta thấy rằng chỉ một đối tượng của tâm quán niệm xứ, chúng ta có năm chi phần của bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Vậy trước khi chúng ta vô tu tập, sư đã trình bày về giới, tức là chúng ta có chánh ngữ, chúng ta có chánh mạng, chúng ta có chánh nghiệp, thì như vậy cộng lại là chúng ta có tám chi phần của bát chánh đạo. Vậy chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang đi trên con đường bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo này đó được gọi là bát chánh đạo hiệp thế. Vậy sư vừa trình bát chánh đạo á, hiệp thế đó, thì chúng ta phân tích ra chúng ta cũng đi từng tự, tức là chúng ta có giới rồi mới năng sanh định, định nên năng sanh tệ. Tức là chúng ta phân tích ra tam vô lậu học, thì chúng ta là người có giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì như vậy chúng ta có chánh ngữ và chánh nghiệp, và chúng ta có nghề nghiệp chân chánh nuôi cái mạng này, như vậy là chúng ta có giới uẩn. Đầu tiên là chúng ta phải có cái đó trước, thì đó chúng ta mới vô tu tập được. Thì khi chúng ta vô tu tập, tức là chúng ta phát huy chánh niệm, nó thuộc về định uẩn. Chúng ta có sự nỗ lực để chúng ta tinh tấn trên chánh niệm đó, nó thuộc về định uẩn.
Và trong lúc đó chúng ta an trú trên đối tượng thân thọ tâm pháp, nó thuộc về định luận. Thì ba chi phần của bát chánh đạo đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó thuộc về định luận. Thì khi mà chúng ta có giới thì chúng ta mới có chánh niệm, mới có chánh tinh tấn, chánh định được. Thì như vậy tức là định luận. Khi mà chúng ta có chánh niệm, có sự tinh tấn, có sự an trú trên thân thọ tâm pháp, thì lâu ngày cái chánh kiến nó sẽ sanh khởi và thấy được thân thọ tâm pháp là vô thường như thế nào, khổ như thế nào. Như vậy chúng ta có tuệ. Thì chúng ta thấy tu bát chánh đạo hiệp thế thì chúng ta cũng phải đi từng tự, tức là giới, định và tuệ. Thì giờ chúng ta nói tu theo giới định tuệ cũng được, chúng ta nói theo bát chánh đạo cũng được. Để bây giờ sư sẽ vừa đề cập cho người cư sĩ chúng ta hiểu đó, tu tứ niệm xứ tức là đang đi theo con đường bát chánh đạo. Và bát chánh đạo này gọi là bát chánh đạo hiệp thế. Tại vì chúng ta tu tập đó, là chúng ta cũng phải trải ra qua từ giai đoạn. Tức là đầu tiên chúng ta tu tứ niệm xứ, tức là chúng ta tu bát chánh đạo hiệp thế. Để khi mà chúng ta nhận thức được danh và sắc ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, khi đó bát chánh đạo siêu thế nó sanh. Tức là khi bát chánh đạo siêu thế sanh khởi, nó sẽ hòa quyện một lần, sanh lên gọi là tâm đạo. Thì trong tâm siêu thế, bát chánh đạo của tâm siêu thế thì gồm có chánh kiến. Thì chánh kiến sanh lên để diệt trừ gọi là thân kiến, tà kiến. Đối với bậc tu đầu quần đó, chánh kiến siêu thế sanh khởi thì vị tu đầu quần không còn tà kiến nữa, không còn thân kiến nữa. Bát chánh đạo sanh khởi, tức là trong đó có chánh tư duy. Chánh tư duy siêu thế để diệt trừ gọi là tà tư duy. Chánh ngữ của bát chánh đạo siêu thế sanh khởi để diệt trừ tà ngữ. Bát chánh đạo siêu thế sanh khởi gọi là chánh nghiệp sanh khởi để diệt trừ tà nghiệp. Bát chánh đạo siêu thế sanh khởi gọi là chánh mạng để diệt trừ tà mạng. Bát chánh đạo và bát chánh đạo chánh niệm, trong bát chánh đạo siêu thế gọi là chánh niệm đó, thì bát chánh đạo gọi là chánh niệm siêu thế không phải ghi nhận thân thọ tâm pháp, mà chánh niệm siêu thế tức là ghi nhận niết bàn để làm đối tượng. Rồi chánh định trong bát chánh đạo siêu thế cũng vậy, tức là không phải an trú vào thân thọ tâm pháp nữa, mà lấy niết bàn làm cái chỗ an trú. Thì chúng ta thấy rằng trong bát chánh đạo siêu thế đó, tức là nó hòa quyện với nhau để mà lấy niết bàn làm đối tượng. Và khi bậc thánh, giống như giờ chúng ta tu tập, chúng ta đạt đến cái bát chánh đạo siêu thế, thì khi đó cái bát chánh đạo siêu thế này có công năng tức là diệt trừ những kiết sử. Mà những kiết sử nào bị cái bát chánh đạo siêu thế diệt thì tương lai không còn sanh lại nữa. Giống như giờ chúng ta tu tập bát chánh đạo hiệp thế, trong lúc chúng ta có tứ niệm xứ, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết được thân tâm này là vô thường, khổ, vô ngã. Hay là trong lúc mà chúng ta chánh niệm, chúng ta không có nghĩ thân tâm này ta và của ta, cái đó chúng ta tạm thời không có thân kiến. Nhưng mà khi chúng ta thất niệm thì bắt đầu phải chúng ta nghĩ, tiếp tục nghĩ lại cái thân tâm này ta của ta, cái đó thân kiến sẽ tiếp tục trở lại. Còn bát chánh đạo siêu thế tức là sanh lên diệt những kiết sử nào rồi đó, thì những kiết sử đó không còn sanh lại nữa. Giống như giờ chúng ta tu tập bát chánh đạo hiệp thế, bây giờ người cư sĩ chúng ta ở đây đó, chúng ta giữ năm giới đó, do cái tâm thiện chúng ta, trong lúc mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta không có sát sanh, chúng ta không có trộm cắp, chúng ta không tà dâm, trong lúc này chúng ta đâu có tà nghiệp đâu. Nhưng mà trong lúc mà chúng ta đang tu tập, chúng ta chánh niệm siêng năng vậy, nhưng mà chúng ta về chúng ta dễ vui thì có thể là chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cái điều đó có thể xảy ra, chúng ta không biết được. Nhưng mà bát chánh đạo siêu thế khi mà cái chánh nghiệp nó sanh, nó sanh lên trong bát chánh đạo siêu thế để bắt cảnh niết bàn, để diệt đi cái tà nghiệp, thì bậc thánh tu đầu quần thì không bao giờ còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm nữa. Tức là cái ngày đã, cái tâm đạo này nó đã diệt đi cái chủng tử, cái mầm móng mà cái nguyên nhân để sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó, không còn nữa. Nên các ngài không cần giữ nữa, tại vì nó không có nữa, không còn cái nguyên nhân để làm điều ác đó nữa. Nên bây giờ Đức Phật mới dạy rằng bậc thánh tu đầu quần không còn sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, na tu la. Thì chúng ta phải hiểu gì đó. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng bát chánh đạo
mà Đức Thế Tôn Ngài dạy, tức là con đường trung đạo á, thì có những lúc thì Đức Thế Tôn Ngài thiết đây là con đường trung đạo để dẫn đến Niết Bàn, và có những lúc thì Đức Thế Tôn Ngài dạy đây là con đường tứ niệm xứ, là con đường độc nhất để đưa đến giải thoát sanh tử luân hồi để ngộ Niết Bàn. Thì nãy giờ sư trình bày đó, một tử thấy tức là Bát Chánh Đạo cũng là niệm xứ. Khi mà chúng ta đề cập đến Bát Chánh Đạo hiệp thế cũng là tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ cũng là Bát Chánh Đạo hiệp thế. Còn Bát Chánh Đạo siêu thế là cái thành quả, tức là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta tu tập Bát Chánh Đạo hiệp thế mới phát sanh được gọi là Bát Chánh Đạo siêu thế, đó thuộc về thành quả rồi. Thành quả thì cái Bát Chánh Đạo siêu thế là thành quả của trong lúc chúng ta tu tập tứ niệm xứ và Bát Chánh Đạo hiệp thế. Thì như vậy chúng ta tu tập niệm xứ tức là chúng ta đang đi theo con đường Bát Chánh Đạo, chứ không có gì khác hết. Rồi ngày mai sư sẽ trình bày chúng ta tu tập tứ niệm xứ tức là chúng ta đang tu tập theo cái lý duyên khởi. Đấy, cái lý duyên khởi là cái nguyên nhân để chúng ta luân hồi. Và khi chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi tức là chúng ta diệt được vô minh mà tham ái và chúng ta thoát luân hồi. Thì sư nghĩ ngày mai sư sẽ trình bày về cái lý duyên khởi cho chúng ta hiểu như thế nào chúng ta tu tập tứ niệm xứ, là chúng ta đang tu tập theo lý duyên khởi. Thì sư nghĩ tới đây thời gian cũng vừa đủ để có phần phước mà báo sanh. Xin chi điều đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, tứ đại thiên vương, và xin chi tất cả phần phước này đó.